Đập khoảng Bracy do không độ chống trả dành cho Anthony Sundberg. Và đó là cú ném 3 điểm thành công đầu tiên của SACONHEAD. Anthony Sundberg bị Mai Phước Thịnh close out, nhưng Sundberg vẫn có cú ném 3 điểm thành công thứ hai trong trận đấu hôm nay. Đập khoảng Bracy. Anthony Sundberg chống trải ở góc không độ. Sundberg đang rất cháy. Josh Keys, Kim Jisoo, Jisoo đang được thả cố gắng ném, nhưng bóng tới tay của Sundberg và SACONHEAD có thêm điểm số của cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam và Thụy Điển. Khi mà Josh Keys đã đánh lừa và có một phần lỡ chơi, Mai Phước Thịnh không thể làm gì hơn bằng nhảy lên có một chút uy lực. Và tình huống 3 điểm tiếp theo dành cho Anthony Sundberg. Chúng ta cùng xem, đây là tình huống 3 điểm thứ mấy của cầu thủ này rồi. 5/6, một tỷ lệ ném 3 điểm cực cao của Anthony Sundberg. Sundberg dấp vào tay và điểm số thứ 17 của anh trong trận đấu này. Bởi vì Rusty biết là để cho Anthony Scott vào trong sẽ nguy hiểm hơn là những cú mít lên, và đã có thêm một pha 3 điểm. Gặp con Bracy, đàn ông Verdes, đàn phòng zone defense. Iskander đang án nhựa ở vạch 3 điểm, nhựa ở 3 giây, và lại là một thứ 3 điểm của Anthony Sundberg. Gặp con Bracy kích ra, liệu có cú ném 3 thứ 8 hay không? Đó là kỷ lục của mùa giải năm nay dành cho Anthony Sundberg.